Hành ủy Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 7 khóa 6 mở rộng nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Trong quý 1, các cấp ủy chính quyền thành phố Bà Rịa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo kế hoạch đặt ra. Kinh tế địa phương phát triển ổn định, thu ngân sách đạt gần 34% kế hoạch năm thành phố đã hoàn thành sắp xếp, sắp nhập các khu phố ấp theo nghị quyết 18 của Hội đồng Dân dân tỉnh. Các công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát được tăng cường. Trong quý 1, toàn đảng bộ phát triển 16 đảng viên. Đặc biệt, công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Dân dân các cấp được chú trọng triển khai đúng tiến độ. Tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ mở rộng của thành ủy Bà Rịa, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp trong công tác lãnh đạo, thực hiện chuyển đổi mô hình chợ Hòa Long, tiến độ thực hiện công tác di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường vào cụm công nghiệp Hòa Long, Long Phước, tiến độ giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường tại các mỏ khai thác đá trên địa bàn thành phố. Ông Đặng Minh Thông, Bí thư thành ủy Bà Rịa, đề nghị các ngành các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, có kế hoạch lộ trình giải pháp xây dựng 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu quan tâm thẩm định và kết luận tiêu chuẩn chính trị của các ứng cử viên được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và xã phường nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.